Là một nhân viên bình thường của tập đoàn Quảng Hoa, để sớm tích đủ tiền đặt cọc cho căn nhà mới, Kỳ Tinh gần đây ngày đêm làm báo cáo khảo sát dự án. Cuối cùng hoàn thành vào lúc nửa đêm, sau khi nghỉ ngơi một chút, cô vội vàng thu dọn tài liệu, gọi điện cho mẹ rồi chuẩn bị đi làm. Trong cuộc gọi, mẹ cô lại quan tâm đến chuyện hôn nhân của cô. Mối quan hệ của Kỳ Tinh và bạn trai ổn định, cô không vội vàng làm giấy chứng nhận kết hôn, hiện tại việc tiết kiệm tiền đặt cọc nhà mới quan trọng hơn. Hôm nay nghe nói là ngày đầu tiên của cấp trên mới của tập đoàn đến công ty kỳ tinh đến trạm tàu điện ngầm và phát hiện tàu bị trục chặt để kịp đến công ty cô đành phải dùng xe đạp chia sẻ mỗi khi đi qua đèn đỏ cô đều mở to mắt nhìn sợ mất một giây mặc dù vậy trên đường bị một tên đáng ghét chắn ngang xe cô lệch đi một chút khiến một anh giao hàng không may va vào một chiếc xe sang trọng người ngồi trong xe chính là hàn đình cấp trên mới của tập đoàn đông dương ban đầu nhìn thấy anh giao hàng bị liên lụy anh ta nghĩ anh giao hàng thật xui xẻo không ngờ chưa đầy hai phút sau kỳ tinh vội vàng quay lại thở hồn hển giải thích vừa đuổi theo thủ phạm vì vi phạm luật giao thông mà làm liên lụy đến họ còn chủ động để lại số liên lạc để họ tính tiền bồi thường rồi gọi điện cho cô kỳ tinh vội vàng đến công ty hàn đình trong xe ngay lập tức cảm thấy rung động đây là nữ thần thời trung học của anh không ngờ lại gặp ở đây hàn đình ra hiệu cho tài xế không truy cứu thêm kính xe dán phim chống nắng kỳ tinh không thấy người trong xe chỉ là cô rất cảm kích nhìn lại ngạc nhiên vì hôm nay gặp được chủ xe rộng lượng như vậy kỳ tinh đến công ty Sếp của cô đang cầm PPT mà cô đã vất vả làm để báo cáo với lãnh đạo. Việc sếp ăn cắp công sức của cô không phải lần đầu, nhưng lần này Kỳ Tinh đã có đề phòng, cô cố tình viết thiếu vài chữ trong một bảng rất chuyên nghiệp trong PPT. Hàn Đình lập tức nhận ra vấn đề, trực tiếp hỏi người phụ trách về cách tính toán trên đó, kẻ ăn cắp bị bẽ mặt. Kỳ Tinh cuối cùng có cơ hội đứng trước mọi người, chuyên nghiệp và chi tiết giải thích từng điểm, lãnh đạo rất hài lòng. Buổi tối, tổng giám đốc nữ của tập đoàn Quảng Hoa, Tăng Địch, gọi điện cho Kỳ Tinh nhờ cô tối nay đi gặp khách hàng tiềm năng. Cẩn thận, Kỳ Tinh còn nhờ bạn thân giúp trang điểm, ăn mặc lộng lẫy để tham dự tiệc do tăng địch sắp xếp. Cô cùng khách hàng tiềm năng đánh bài, đúng lúc Hàn Đình cũng có mặt, thấy Kỳ Tinh cầm bài, lập tức nhớ đến 10 năm trước, anh cũng từng chơi bài cùng Kỳ Tinh, vì cô chơi bài rất giỏi, lần nào cũng thắng. Gặp lại cô gái thông minh như chứa bộ não của người máy này, Hàn Đình cũng cảm thán. Kỳ Tinh dễ dàng thắng hai ván, người đàn ông mập ngồi bên cạnh lập tức nhìn cô với ánh mắt khác. Hàn Đình không thích ánh mắt của người mập nhìn Kỳ Tinh, liền gọi sếp của Kỳ Tinh, nhắc nhẹ vài câu, Kỳ Tinh liền được sếp gọi đi. Dù đã ra nước ngoài 10 năm, Hàn Đình vẫn luôn nhớ đến một quán mì hoành thánh nhỏ trong nước. Vừa trở về nước, anh liền gọi điện cho người bạn cũ Tiêu Dịch Hiệu. Những năm qua, Tiêu Dịch Hiệu bề ngoài là quản lý công ty, nhưng thực chất đều chịu sự chỉ đạo của Kỳ Tinh, bao gồm việc thu mua nhiều dự án lớn. Nhiều công ty con bên ngoài đều do Hàn Đình lên kế hoạch thành lập, vì vậy ông chủ thực sự chính là Hàn Đình nói đến bữa tiệc tối nay tiêu dịch hiệu cũng tham gia anh ta ngay lập tức nhận ra hàn đình quen biết kỳ tinh và đoán chắc rằng hàn đình rất thích kỳ tinh thậm chí còn xác nhận phỏng đoán của mình với hàn đình tuy nhiên hàn đình lập tức phủ nhận mặc dù nhiều năm trước có quen biết nhưng khi đó kỳ tinh không hồi đáp tin nhắn hơn nữa qua nhiều năm như vậy mối quan hệ giữa hai người càng trở nên nhạt nhòa dù nói vậy hàn đình biết khi gặp lại kỳ tinh anh vẫn rất rung động buổi tối hàn đình nhìn số điện thoại kỳ tinh để lại vào buổi sáng sau khi thêm vào WeChat, Kỳ Tinh còn tưởng anh là chủ xe bị va quệt ban ngày, liền lập tức xin lỗi và hỏi về việc bồi thường. Hàn Đình thầm cười, đối phương không nhận ra anh, nên anh quyết định tiếp tục giả vờ. Đến sáng hôm sau, Kỳ Tinh nghe thấy đồng nghiệp trong công ty phấn khởi thông báo rằng khách hàng Triệu Hưng Bác tham dự tiệc tối qua đã ký hợp đồng. Công ty lại thành công ký được đơn hàng, tiền thưởng mà tăng địch hứa hẹn sắp đến tay. Kỳ Tinh rất vui mừng. Chẳng bao lâu sau, có người gửi cho cô một bó hoa rất lớn, ngay lập tức thu hút ánh mắt ghen tị của mọi người một người tò mò lấy ra tấm thiệp trong bó hoa cố ý đọc to tên triệu hưng bác đây là quản lý của công ty hợp tác gửi đến trong công ty lập tức có người xì xào bàn tán rằng tối qua kỳ tinh ra ngoài tiếp khách với triệu hưng bác chỉ trong một đêm hợp đồng đã được ký kết hơn nữa sếp của công ty đối tác còn gửi hoa tặng những điều này dễ khiến người ta liên tưởng hàn đình được đưa vào tập đoàn gia đình ngay lập tức khiến chị gái lớn sinh nghi lo sợ miếng bánh mà mình vất vả có được sẽ bị cướp mất bắt đầu gió giết kéo bè kéo cánh trong công ty mỗi lần đều gây khó khăn cho hàn đình Lần này, chị gái còn ép Hàn Đình phải cam kết trong vòng 2 năm phải tăng gấp đôi giá cổ phiếu của Hàn Hải. Rời khỏi công ty, Hàn Đình lại đến nơi từng yêu thích. Nhiều năm trước, anh và Kỳ Tinh đã nuôi một con mèo hoang ở đây, nơi này chứa nhiều kỷ niệm đẹp. Tiêu Dịch Hiệu đến tìm anh, ba ngày nghe Hàn Đình cam kết, anh vẫn rất lo lắng. Hiện tại, công ty đang có hàng đống việc khó nhằn, mọi mặt đều phải xử lý, không ai có thể đảm bảo trong 2 năm có thể tăng giá cổ phiếu lên. Công ty Quảng Hoa Khoa học và Công nghệ tổ chức tiệc mừng công Kỳ Tinh phấn khởi gọi bạn thân đến. Vì là tiệc mừng công, bạn thân đề nghị cô mặc một chiếc váy đen nhỏ, vốn dĩ da trắng và xinh đẹp, cô cứ việc tỏa sáng hết mình, để những người thích nói xấu phải im lặng hoàn toàn. Trong tiệc mừng công, Kỳ Tinh mặc chiếc váy đen nhỏ xuất hiện tại hiện trường, Hàn Đình cảm thấy xung quanh cô như tỏa sáng với những ngôi sao nhỏ. Tiêu Dịch Hiệu mặc bộ lễ phục đắt tiền và khoác tay Hàn Đình bước lên sân khấu, trước mặt mọi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự chăm sóc của Hàn Đình trong nhiều năm qua kỳ tinh nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của tiêu dịch hiệu dành cho hàn đình nhạy cảm của phụ nữ khiến kỳ tinh nhận ra sếp của mình đã yêu thầm hàn đình từ lâu trên sân khấu tiêu dịch hiệu và hàn đình thật xứng đôi vừa lứa điều đó cũng không có gì phải bàn cãi mặc dù vậy kỳ tinh vẫn có chút ghen tị người mình từng thầm mến thời trung học đã nhanh chóng có chủ kỳ tinh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa trưởng nhóm và cấp trên trong nhà vệ sinh ban ngày trưởng nhóm còn đặc biệt đề xuất việc thăng chức và tăng lương cho kỳ tinh nhưng ai ngờ đó chỉ là một cái cớ trưởng nhóm luôn ăn cắp thành quả của Kỳ Tinh, không những không biết xấu hổ mà còn lừa dối cô, thậm chí còn chặn luôn đường thăng tiến của cô. Nghe xong, Kỳ Tinh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Kỳ Tinh bị kẻ quấy rối sờ soạng, đó là Chu Lôi của công ty. Hai người không cùng một bộ phận, lần này Chu Lôi giả vờ mời Kỳ Tinh đến làm việc ở bộ phận bán hàng của hắn nhưng bị từ chối. Khi Kỳ Tinh rời đi, Chu Lôi cố ý vỗ mông cô. Hành động thô lỗ và vô lý này khiến Kỳ Tinh rất tức giận, cô lập tức mắng hắn vì tội quấy rối tình dục. Nhưng Chu Lôi không những không xin lỗi mà còn cố ý lớn tiếng trước mặt mọi người rằng Kỳ Tinh ăn mặc hở hang, vừa nãy cứ quyến rũ hắn. Kỳ Tinh bị vu oan trước mặt mọi người, cô tức đến mức mắt đỏ hoe. Đúng lúc đó, Hàn Đình và Đường Tống đang đi gặp khách hàng, thấy Kỳ Tinh tức giận muốn khóc, Hàn Đình lập tức bảo Đường Tống ở lại, còn anh tự đi gặp khách hàng. Có người bên cạnh nhắc Kỳ Tinh rằng tiệc mừng có nhiều khách hàng, nên cân nhắc về ảnh hưởng và thu nhỏ sự việc, nhưng Chu Lôi vẫn khăng khăng không chịu xin lỗi, khiến Kỳ Tinh không thể tha thứ và cô đã quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát đến, kiểm tra camera hiện trường nhưng không thấy rõ hành động tay của Chu Lôi khi tiếp cận Kỳ Tinh, không có bằng chứng chứng minh đối phương quấy rối tình dục. Khi sự việc gần như được dẹp yên, Đường Tống đã cung cấp cho cảnh sát đoạn ghi hình từ robot giám sát tại hiện trường, thực sự đã ghi lại toàn bộ sự việc. May mắn thay, Đường Tống kịp thời cung cấp bằng chứng, Chu Lôi không thể chối cãi, Kỳ Tinh đã chứng minh được sự trong sạch của mình. Sau khi biết tin, Tiêu Dịch Hiệu lập tức an ủi Kỳ Tinh và còn sắp xếp người lái xe đưa cô về nhà. Tối đó, Kỳ Tinh kể cho bạn trai nghe về những gì đã xảy ra, bạn trai cô rất lo lắng cho tình cảnh của cô và Kỳ Tinh cũng hiểu điều này. Cô thật sự không muốn đi làm nữa, nhưng còn phải trả tiền vay mua nhà nên đành phải gắng gượng tiếp tục. Ngày hôm sau đi làm, quả nhiên ánh mắt của mọi người nhìn cô đều như những lưỡi dao. Một đồng nghiệp thân thiết nhỏ giọng nói với Kỳ Tinh rằng Chu Lôi đã bị sa thải tối qua vì đường tống đứng ra giải quyết, nhiều đồng nghiệp nghi ngờ Kỳ Tinh có quan hệ với sếp mới và có người còn nói nhiều điều khó nghe về Kỳ Tinh trên mạng nội bộ. Tâm trạng Kỳ Tinh vô cùng chán nản, trưởng nhóm của cô và Chu Lôi có mối quan hệ thân thiết, thường câu kết để trục lợi riêng. Bây giờ đối tác bị sa thải, tất nhiên trưởng nhóm cũng không vui, cố ý gây áp lực để Kỳ Tinh phải tự rút lui. Ngay trong ngày đó, trưởng nhóm giao cho Kỳ Tinh rất nhiều công việc, khiến cô phải làm việc đến khuya. Nhân viên trong bộ phận đều phàn nàn và đổ hết trách nhiệm lên Kỳ Tinh. Cô gắng gượng chịu đựng áp lực, hoàn thành hầu hết công việc cho đến tận rạng sáng. Cuối cùng, cô hoàn thành xong và mệt mỏi bước xuống cầu thang cửa thang máy từ từ mở ra kỳ tinh ngẩng đầu lên chuẩn bị bước vào thì bất ngờ gặp một gương mặt quen thuộc hóa ra hàn đình cũng vừa tan làm và cùng đi chung thang máy kỳ tinh kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần nghĩ đến những gì xảy ra tối qua cô lại cảm ơn hàn đình thực ra cô đã xem robot giám sát tại hiện trường và nó không hề được lắp đặt camera nhờ có cách của hàn đình chu lôi mới phải thừa nhận ngay lập tức bên ngoài trời đang mưa bạn trai của kỳ tinh không đến đón hàn đình dùng xe của mình đưa kỳ tinh về nhà Thấy cô ngơ ngác, Hàn Đình hỏi Kỳ Tinh đổi số điện thoại từ khi nào. Khi biết rằng cô đã đổi từ khi mới vào đại học, Hàn Đình cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao đã gửi nhiều tin nhắn mà không nhận được hồi âm. Kỳ Tinh bị trưởng nhóm cử đến bệnh viện để theo dõi tình hình vận hành phần mềm. Trong quá trình đó, cô thấy nhiều bệnh nhân trở nên mất kiên nhẫn vì hệ thống y tế thông minh của bệnh viện gặp sự cố. Thấy vậy, Kỳ Tinh chủ động kiểm tra hệ thống phần mềm thông minh và không lâu sau đã khắc phục được sự cố, giúp bệnh viện hoạt động bình thường trở lại. Hệ thống gặp sự cố trước đó là do công ty của Hàn Đình phụ trách, anh nhanh chóng đến hiện trường và thấy Kỳ Tinh một mình khắc phục sự cố, rất cảm kích. Kỳ Tinh mỉm cười nói rằng lần này họ đã hòa nhau. Hai người cùng rời khỏi bệnh viện, Hàn Đình mời Kỳ Tinh đi cùng xe về, nhưng Kỳ Tinh e ngại những lời đồn trên mạng nội bộ nên từ chối, không muốn bị người khác bàn tán. Hàn Đình hiểu sự lo lắng của Kỳ Tinh và khuyên cô đừng để những lời đồn cản trở mình. Có người đã báo cáo về việc Kỳ Tinh lập công lần nữa tại bệnh viện cho trưởng nhóm biết. Vốn định nhân cơ hội này để đè bẹp Kỳ Tinh nhưng không ngờ lại một lần nữa làm lợi cho người khác khiến trần địch thẳng thừng trách phạt trưởng nhóm để gây áp lực lên kỳ tinh trưởng nhóm gọi cô vào văn phòng giao cho cô một phần công việc từ bộ phận nghiên cứu và phát triển bộ phận thị trường và bộ phận kinh doanh kỳ tinh sững sờ rõ ràng cô là người của bộ phận thị trường sao bây giờ lại bị giao cả những công việc của các bộ phận khác trưởng nhóm nghe kỳ tinh chất vấn thì lúng túng không biết giải thích ra sao chỉ nói rằng đã là người ưu tú thì phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn kỳ tinh rất rõ ràng không lâu trước đây Cô còn nghe thấy trưởng nhóm và người khác trò chuyện trong nhà vệ sinh, nói rằng việc liên tục vẽ bánh cho cô là để cô làm việc chăm chỉ hơn. Lần này thấy trưởng nhóm quá quát hơn, cô càng tức giận. Ban đầu, Kỳ Tinh còn giữ chút hy vọng cuối cùng và đi tìm Trần Địch. Cô không biết rằng kể từ khi Trần Địch nghe những lời đồn thổi về Kỳ Tinh và Hàn Đình, cô ta đã cực kỳ ác cảm với Kỳ Tinh. Kỳ Tinh vốn đã có lợi thế trẻ trung xinh đẹp, bây giờ Trần Địch càng muốn đuổi cô ra khỏi công ty. Kỳ Tinh bày tỏ nguyện vọng với Trần Địch, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của cô ta Kỳ Tinh suy nghĩ một lúc rồi quyết định từ chức. Không chịu nổi thái độ của trường nhóm, Kỳ Tinh vứt thẻ làm việc và đi thẳng. Cô biết rõ mình sẽ mất hết tiền lương và tiền thưởng của tháng này. Khi thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty, Kỳ Tinh gặp Hàn Đình. Dù không nói chuyện, Hàn Đình cũng đã đoán ra phần nào. Anh bảo Đường Tống sắp xếp một buổi phỏng vấn khác cho Kỳ Tinh. Dù nghỉ việc ở nhà, Kỳ Tinh vẫn không nhàn rỗi. Sư đệ biết cô tạm thời không có việc, liền mời cô tham gia dự án in 3D của mình. Kỳ Tinh từng viết kế hoạch khởi nghiệp cho sư đệ, nên cô hiểu về dự án này, nhưng không chắc liệu mình có thể áp dụng kiến thức chuyên môn vào đó hay không, nên vẫn còn do dự. Một ngày nọ, Kỳ Tinh nhận được thư mời tham gia dự án điều tra Tân Điền Ngư thôn. Đây là một dự án khảo sát cơ sở. Bạn thân nghe thấy cảnh đẹp của Ngư thôn này, liền gợi ý Kỳ Tinh nhân cơ hội này đi thư giãn. Hàn Đình thấy lịch trình dự án của công ty, cố ý sắp xếp chuyến đi của mình trùng với chuyến đi của Kỳ Tinh để có thêm cơ hội tiếp xúc với cô. Ngày đầu tiên đến Ngư thôn, kỳ tinh đã tình cờ gặp hàn đình anh gợi ý cô cân nhắc về một công ty phát triển khác có mức lương và phúc lợi không thua kém gì công ty cũ ngư thôn là một ngôi làng vùng sâu vùng xa nhiều người dân vì không tiện đi đến bệnh viện lớn mà để lỡ việc điều trị hàn đình đã khảo sát tình hình của ngôi làng này và đưa thiết bị nha sĩ thông minh tiểu bạch của công ty vào phòng y tế của làng nhận được nhiều phản hồi tích cực kỳ tinh là người phát triển và thiết kế phần mềm thông minh này khi thấy tác phẩm của mình phát huy hiệu quả cô rất vui mừng trong số các bệnh nhân mà kỳ tinh điều trị Cô nhìn thấy một người bệnh không may mắn. Người này rất mạnh mẽ nhưng từ khi gặp tai nạn giao thông, đã mất một chân và không có tiền để làm một chiếc chân giả, vì vậy đi lại đau đớn. Hàn Đình thấy biểu cảm của Kỳ Tinh, biết cô đang nhớ về mẹ của mình. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh lại được biết đến câu chuyện của người phụ nữ bị cắt chân sau tai nạn, điều này làm cô cảm động hơn. Cô nghĩ đến dự án in 3D mà đệ tử mời cô tham gia gần đây. Nếu có thể làm một chiếc chân giả giải tiền cho người không may này, đó sẽ là một việc làm có ý nghĩa rất lớn. Cuối ngày khi không thể ngủ được kỳ tinh đơn độc đi đến bờ biển suy nghĩ về công việc lúc này hàn đình cũng đến hai người gặp nhau một cách bất ngờ